Ngày hôm nay chúng ta sẽ vào vai của một commando. Thì các bạn đã từng xem phim Rambo chưa thì chưa thì nhớ đi xem nha. Thì trước khi bắt đầu vào video, mọi người đừng quên nhấn vào nút like, nhấn vào đăng ký cũng như vào cái chuông đồng hồ cho mình. Thì đây là một cái game mà chúng ta sẽ trong vai của một Rambo và commando gì đó. Chúng ta sẽ sinh tồn, sử dụng những cái súng máy để bắn những con quái vật, các kiểu. Không nói nhiều nữa và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Quái vật xuất hiện và cứ mỗi một level là chúng ta được nâng cái gì đó. Nó cũng khá giống mấy cái trò mà cứ lên cấp là nó cho chúng ta một kỹ năng đó mọi người. Mấy cái gương này. Ổ dấu X hiện lên là những con quái vật đây. Và bây giờ chúng ta có thể chọn súng ngắn, phạm vi của nó gần có thể tấn công kẻ thù, tốc độ di chuyển và cái súng súng dài thì hại cao, bắn tầm xa. Tôi nghĩ là tôi sẽ chọn thử một cây súng ngắn nữa coi. Bắn là một lần 3 viên. Tôi là Rambo, Rambo trong Commando, trong mấy cái phim mà gỡ lại một mình. Từ từ, né tránh, phạm vi, đòn đá quý, tốc độ di chuyển. Mình nghĩ là mình cần tốc độ di chuyển, mọi người đi hơi chậm. Ôi, bọn này nó đông quá. Từ từ thôi. Cái sóc hình của mình quỷ diệt quá anh em à. Ok. Cái này hồi máu nhưng mà tôi đâu có mất máu đâu mà hồi. Bây giờ tôi bắn bể hết mấy cái thùng là hỏng luôn ấy. Ủa màn 2 kết thúc rồi. Ok, không cần giết hết, chỉ cần mình sinh tồn đủ 40 giây là được mọi người. Bắt đầu sau khi mà có mấy con quái vật xuất hiện là bây giờ tới mấy con này. Mấy con này chắc là nó phóng độc ra được này. Vũ khí của tôi hiện tại vẫn gọi là gì ta, vẫn trị được, vẫn tinh tiến. Mấy con này bắn hai cái mới chết. Đùng, đùng. Để coi cấp càng cao tụi nó gọi là gì ta, xuất hiện ra những con quái vật gì. Ê, tôi thấy bắt đầu mấy con này nó trâu hơn rồi đó mọi người. Những người này là những người rất là thiện chiến luôn á mọi người. Dũng sĩ diệt bọ ông này, diệt quái vật. Loài người đấu với quái vật. Nó tôi một cái khẩu súng máy gì đó bắn xịn sò con bò coi. Bùm, một cái một ba thằng. Bắt đầu tụi nó đi mấy cái đường, mấy cái đường tà, đường hiểm không mà. Từ từ nha. Để em tí, em có cái súng máy em bắn chết phụ anh luôn. Bây giờ chắc là lấy súng lục đi. Đó, vô nó làm nhẹ tôi hai giọt nè. Cái súng của mình nó có nảy. Vẫn được, vẫn an toàn anh em ơi. Vẫn an toàn. Được nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi bắn cho nó để lấy kinh nghiệm. Nổ, số lượng phóng ra sẽ tăng số lượng mũi tên, cái nổ. Và số lượng thời gian phóng với mức tối đa của mình. Má ơi, biết vậy tôi xài tiếng Anh luôn đi, chứ nó xài Google và tôi không hiểu gì luôn á. Kẻ thù chạm vào sẽ bị cháy. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ sử dụng một cái nỏ đi. Ba đầu sáu tay mọi người ạ, bây giờ tôi có thể cầm được ba cái vũ khí rồi này. Ok, sống thứ, màn thứ sáu bắt đầu từ từ. Một lát mới ra chỉnh được, gọi là gì ta. Cái mấy con này bắt đầu bắn rồi. Trời đất ơi, quá giật mà biết cầm súng. Má mày không vô nhà tao ở mẹ đi, sao mày khốn quá vậy. Quái vật nó phun mấy cái gọi là mấy cái chất gọi là xít đồ này nọ, tôi không nói. Quái vật biết cầm súng ngoan tinh. Ui, bùm. Tôi sống vẫn còn rất là trâu, tôi rất là trâu bò, đừng lo. Né tránh, tốc độ di chuyển, lấy tốc độ di chuyển mọi người ạ. Chúng ta đang cần tốc độ di chuyển để chúng ta gọi là luồn lách cái kiểu đó. Trời ơi, coi mấy cục bò viên nó bắn ra kìa, né không né là mày no bụng á. Nó định não tôi nhưng mà tôi không có não nên là không có hack được. Ok. Màn 6 kết thúc. Tôi chơi hơi bị sống hơi bị lâu, thử thách sinh tồn hơi bị lâu. Rồi đây. Bùm. Ôi, xém tí nữa nó đụng chúng tôi rồi. Ủa, mấy con này bắt đầu trâu hơn rồi đó bà con. Bây giờ chúng ta sẽ súng ngắn thêm 2 viên. Súng bullet nó nảy 2 lần, tôi nghĩ là nâng mát cái súng ngắn chứ coi. Bây giờ cái shotgun của tôi bắn một. Mày đi bảo nha mày. Mày đi nha mày. Cái súng lục. Ui rồi, bắt đầu dính sát thương rồi. Đâu quá, 35 giây. Cố lên. Nè, lụm nè, lên cấp nè. Giết cái đám này là lên cấp chắc luôn. Ui da, trời ơi, nó đánh tôi một lần 32. Chết rồi. Em xin lỗi. Súng lục đi. Đùng. Rồi, không ổn rồi, Đại Dương ơi. Vẫn ổn anh em. Ok. Tụi mày trâu. Nhưng mà tao lì. Tao là du lì đòn. Một mình chống cả một đội luôn á cái này. Lượm mấy cái này để lên cấp.
À, xong cái là mình lỗ hết chưa, mình không có nhận được thêm mấy cái điểm kia. Qua màn phải giữ lại cho tôi mấy cái cục đó chứ, chơi gì chơi kỳ cục. Cây nỏ này là cây nỏ kết liễu nè anh em. Đâu đây ca, đâu em đâu. Ui, tôi không có vô ăn được luôn ấy mọi người, nó mạnh quá, nó đông quá, chạy đi. Ring for your life. Ai bắt đầu cắn cái nè. Trời ơi, cho tao lượm kinh nghiệm đi. Đây rồi, tôi sẽ lấy súng lục. Súng lục. Né đi. Né đi. Làm ơn, tụi nó chạy nhanh quá. Rồi thôi. Tôi cảm thấy cuộc đời tôi tới đây rồi, bế tắc rồi. Rồi thôi. A few moments later. À, nãy giờ là chúng ta phải cày có 1.000 mốt đam luôn. Có đam gì dữ vậy? Chắc là đam critical mọi người. Ồ, sát thương này là sát thương chí mạng. Và cái cục đó nó nảy. À, bây giờ chỉ là mặt bình thường thôi, một lát nó ra rất là đông luôn nè mọi người coi. Ui, con này bự đấy, con này là chùm mà. Nãy thấy mua nổi mà luôn. Mày có ăn bò viên không? Đó, mày thấy cái cục bò viên của tao nó nảy chưa? Tẩm. Đông đấy. Nãy. Ôi, tôi hơi bị cái thích cái súng lục nha, nó nảy hết cả bản đồ luôn. Nãy xứng. Bao nhiêu cũng chấp hết. Màn chính xong rồi nè. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị tới màn 10. Màn 10 chắc là một con chùm nha. À, bazooka và tốc độ di chuyển, tăng sức mạnh và tấn công và phạm vi. Tôi nghĩ là lấy cái bazooka nha. Ok, lần này tôi sử dụng cái bazooka mọi người ạ. À, bắn một cái là đã luôn. Ủa sao màn 9 nó hơi ít nha. Không, tôi nghĩ là màn 10 bắt đầu nó dồn một cục nè. Màn thứ 10. Đông đấy. Ra lần này đông đấy. Nhưng mà không sao. Bây giờ cái bazooka của mình còn thiết là một em. Nãy đúng rồi, nãy càng nhiều càng tốt. Ôi dồi. Nó chịu hồi ngay chỗ tôi là sao nha. Chơi vậy kỳ cục nha mày. Chơi mình được chơi đòn phủ đầu. Chơi mình chơi phủ đầu mày. Đông. Em đùa. Mày vô đây. Đánh anh em tao, đừng đánh tao. Anh em bị đánh. Tụi mày đứng lại đi, tao bỏ chạy. Bây giờ nâng đé tránh, tốc độ trị liệu, phạm vi đòn hút đá quý. Lấy cái này đi. Đang cần 500 đó, bắt đầu cần 500 rồi đó mọi người. Con này tôi nghĩ là cái game này nó mới vô mấy cái hiệu ứng hơi ít, mấy cái vũ khí mấy cái còn mấy game khác là mới vô rồi. Hơi bị nhiều, muốn chọn cái gì chọn. Ok, chúng ta sẽ đi hút đá quý cái đã. Có tốc độ chạy thì lấy nha, tốc độ chạy quan trọng đấy. Chúng ta đã có 3 kỹ năng rồi, let's go. Cái gì ra một lượng một đống vậy? Tôi chưa nãy nè. Ôi, tôi muốn cái súng này nó nảy nhiều hơn, nó nảy tới luôn, nó nảy nhiều luôn. Nhưng mà không có cái gì nó nảy cái gì cả. Ok. Bùng. Đấy. Ôi, chúng ta đã có cái vũ khí nhanh rồi, nhưng mà... lấy luôn đi. Vô. Bây giờ bắn là không vô đam đâu. Đùng. Ui, cái gì đấy? Cảm giác như là kiểu... kiểu... cái này là đi tiêu diệt luôn chứ không phải đi sinh tồn trốn tránh nữa. Nó thấy thằng nào là bắn đó luôn ấy. Ôi. Chưa nha anh em. Khi mà nó đông tôi chưa quyết định được, chưa biết được đâu. Nó đông một cái là thôi, nó vừa số lượng mà nó còn vừa chất lượng nữa là chịu luôn ấy. Ê. Được, cái cây súng máy này được. Để lát nâng cấp cái cây súng máy lên cho nó mạnh hơn. Ôi, nó bắt đầu nó xả. Nó ủi tới, nó bắt đầu nó làm cái thứ. Nó bắt đầu nó quăng mấy cục bò viên. Thôi, tao xin lỗi được chưa? Mấy viên đạn của nó. Rồi, dính 30 đam rồi. Không sao. Không đâu. Vô lì đòn là không đâu. Ôi, cái này đâu nè. Này phải né nha mọi người. Bắn cái gì mà bắn hoài. Sao mày trâu như vậy cái con bạch tuộc kia? Ôi. Nó ủi tới nè. Game này tăng cho chúng ta cái gọi là cái sự khéo léo, cái sự linh hoạt. Né. Victory! Chúng ta đã
chiến thắng rồi. Ok, và cuối cùng thì tôi cũng đã gọi là gì ta, từ một thằng commando cùi bắp mà bây giờ tôi đã có được cái bộ vũ khí siêu xịn, siêu hiện đại. Thì video này cũng đã dài rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này và hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Còn bây giờ thì bye bye, peace.